Cơ sở sản xuất chống trường học, chống đoàn đội Tiến Duy hôm nay đã bàn giao một chiếc chống trường học cho trường tiểu học Lạc An ở xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đây là bộ chống trường học, bao gồm một chiếc chống trường đường kính là 60, dài 90 và giá đỡ gỗ. Cơ sở Tiến Duy đã bàn giao về trường để chuẩn bị khai giảng. Cơ sở Tiến Duy quay thực tế tại trường tiểu học Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cơ sở Tiến Duy đã bàn giao một bộ trống trường học bao gồm trống gỗ sản xuất bằng gỗ mít da trâu, đường kính 60, dài 90 và giá đỡ gỗ, và một bộ trống đội nát da dùng cho tiểu học. Các quý thầy quý cô ở tỉnh Bình Dương có nhu cầu sắm sửa hoặc sửa chữa thay mặt trống trường học, chống đoàn đội, xin liên hệ cơ sở Tiến Duy qua số hotline 0973435444 để được tư vấn và đặt hàng. Cơ sở Tiến Duy có giao hàng ship tận nơi tất các trường học và bảo hành 12 tháng trên toàn các sản phẩm của cơ sở Tiến Duy. Cơ sở Tiến Duy có hóa đơn hơn điện tử thanh toán tại kho bạc nhà nước, đầy đủ các chứng từ chuyển khoản. Cơ sở Tiến Duy xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã tin tưởng và sử dụng các sản phẩm của cơ sở Tiến Duy. Chúng có chiều cao tổng thể là 1m7, giá đỡ là cao là 1m, chống đường kính 60, độ phình ở giữa là sẽ tính tổng thể là chiều cao là 1m7, vừa tầm đánh của các quý thầy cô hoặc là học sinh đánh.